Hello, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series học VBA từ cơ bản đến nâng cao của mình. Thì bài hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về cái cấu trúc điều khiển vòng lặp vô hạn và cụ thể là hai loại vòng lặp là do while loop và do until loop. Thì hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về lý thuyết rồi và có một số cái ví dụ để thực hành rồi, thì mình có một cái bài tập nho nhỏ đưa ra để các bạn có thể tìm tòi và nghĩ và cốt thử bằng chính các kiến thức của mình từ học từ đầu đến giờ. Đó là cái bài tập tạo một cái form login như thế này. Username ở đây. Username chúng ta sẽ điền vào cái ô B2 này. Password sẽ điền vào ô B5. Và chúng ta có một cái list user quản lý. Ví dụ là nó sẽ ở hai cột H và cột Y. Thì nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ sau khi mà chúng ta điền cái username ở đây và password ở đây, thì sau khi mà chúng ta ấn cái phím login này rồi thì hệ thống của chúng ta sẽ lọc kiểm tra xem là username và password ở trong hai cái ô đăng nhập của chúng ta nó có trùng khớp với lại username và password tương ứng ở trong cái bảng account control của chúng ta hay không. Thì các bạn đã làm được cái ví dụ này chưa ạ? Vẫn chỉ là những cái cú pháp rất là basics liên quan đến những cái kiến thức mà mình đã hướng dẫn. Thì hôm nay mình sẽ gọi là giải bài tập này, chữa bài tập này và sẽ hướng dẫn các bạn one by one bước step đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mở trình soạn thảo VBE của chúng ta lên, bấm tổ hợp phím Alt F11 rất là quen thuộc. Sau đấy chúng ta sẽ insert một module mới và mình sẽ đặt tên cho module này là loop. Form. Đăng nhập. Rồi. Sẽ tạo một cái sub mới. Thì sub này mình sẽ đặt tên là bài tập 1. Form. Đăng nhập. Bây giờ chúng ta cần nhìn lại một chút. Thì đầu tiên thì mình cứ theo các cái khai báo biến mà mình hay sử dụng. Mình khuyên là các bạn nên có những cái này. Ví dụ là đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo biến WKS workbook. Các bạn nhớ nhé. Đây là cách làm của mình. Các bạn có thể sáng tạo hơn nhưng mà mình khuyên là các bạn nên làm như sau. Khi mà chúng ta đã có một cái file master để control thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải nghĩ ngay là gán một cái biến để nó đại diện cho cái workbook này và các cái worksheet ở thành phần ở trong sẽ lên gán biến, ví dụ là WS worksheet hay là cái gì đấy để nó đại diện cho từng worksheet này để chúng ta có thể là gọi nó ra một cách nhanh chóng hơn. Rồi, đầu tiên là sẽ gán cái thuộc tính cái biến đối tượng worksheet, các cái biến đối tượng mà mình đã học ở bài trước rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ gán biến WS add worksheet. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng từ khóa set đối với biến đối tượng. WK sẽ bằng active workbook và set WS sẽ bằng WK.sys. Sys ở đây là gì? Sys.bt. Sys.bt này này. Sheet mà chúng ta sẽ tham chiếu đến. Rồi. Và việc đầu tiên chúng ta cần làm là khi mà chúng ta bấm vào cái nút này mà dữ liệu ở username và password là rỗng thì chúng ta sẽ phải có một cái thông báo hiển thị lên là không được để trống thông tin. Thì chúng ta sẽ dùng câu điều kiện if then mà chúng ta đã học ở bài số 8. If self. Nhân tiện để ôn tập về khai báo biến thì
chúng ta sẽ có gắn một cái biến là dim use as string và biến pass as string. Mục đích của hai cái biến này là gì thì mình sẽ nói luôn bây giờ. Mục đích là để chúng ta gắn cái giá trị ở hai cái ô này, ô username ở ô B2 và ô password ở ô B5, để chúng ta gọi cho nó nhanh. Thế thôi. Cell. Cell gì? Cell của 22. Mình sẽ sử dụng cell.value sẽ bằng u. Tương tự copy cái đoạn này xuống. 52 sẽ là pass. Rồi các bạn nhìn kỹ nhé. WS chính là cái sheet BT. Cell 22 chính là ô B2, tức là hàng 2 và cột 2 chính là cái ô username của chúng ta. Và mình sẽ gán cho cái giá trị ở ô 22 là cái biến use. Tương tự thế, cái giá trị của ô password ở hàng 5 cột 2, tức là ô B5, chúng ta sẽ gắn là cho cái biến là pass. Rồi, bây giờ sẽ thử như sau. If dùng câu điều kiện if sense if use bằng rỗng or logic. Các bạn nhớ nha, đây là đối tượng logic mà chúng ta học cũng ở bài số 9. À đâu, bài số 8 chứ. Or pass bằng rỗng then and if, để khỏi quên luôn, then gì, msgbox, lại là một cái kiến thức rất là quen thuộc, message box ở trong cái bài tìm hiểu về hộp thoại. Lacking of information. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Cái phím login ở đây, chúng ta sẽ gán assign macro, chuột phải assign macro và sẽ chọn tới cái macro mà chúng ta vừa tạo. Ok, nhấn này. Thì ngay lập tức hệ thống của chúng ta đã cảnh báo là hiện tại là đã lacking of information ở hai cái ô username và password và các bạn phải nhập lại ngay lập tức. Ok. Rồi, bước đầu tiên chúng ta đã xong. Mình sẽ chú thích ở đây để các bạn nhìn cho dễ hiểu. Đầu tiên là check xem có thiếu thông tin hay không. Đây sẽ là khai báo biến. Tí mình sẽ giải thích lại một lượt nữa. Đây sẽ là khởi tạo giá trị. Giá trị của biến. Rồi, đây chúng ta sẽ đến cái mục quan trọng nhất, luyện tập về vòng lặp do loop. Thì chúng ta sẽ check. Chúng ta sẽ phải check xem là username ở đây là một ký tự nào đấy, password là một ký tự nào đấy. Và sau đấy chúng ta sẽ check xem là username đối chiếu với lại username, từng username ở trong cái cột này này, cột use, xem là có đúng không và tương ứng với lại cái password thì nó có đúng không. Sau đấy thì hệ thống sẽ cảnh báo là login ok hoặc là login fail. Quay lại một chút về câu điều kiện do loop while. Thì do while loop tức là đây là vòng lặp xảy ra khi cái điều kiện để thực thi khối lệnh là đúng và nó sẽ thoát khỏi vòng lặp khi mà cái điều kiện này nó là trở thành sai. Vậy bây giờ mình cứ theo cái công thức này mình ốp vào thôi. Đầu tiên sẽ là khởi tạo một biến chạy y mong muốn, sau đấy chúng ta sẽ thực hiện do while loop và cho biến y tăng lên một đơn vị để thực hiện vòng lặp. Bây giờ mình sẽ cùng thực hiện nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gán một cái biến chạy sẽ bằng khởi tạo biến chạy là y bằng 3, bởi vì là cái dữ liệu của chúng ta bắt đầu từ dòng số 3. Dữ liệu mà ở trong cái account control ấy, nó sẽ là bắt đầu ở dòng thứ 3. Thì mình sẽ khởi tạo y là bằng 3. Sau đấy sẽ do while. Bây giờ do while thì sẽ đến cái bước là
điều kiện để thực hiện khối lệnh và đúng. Và điều kiện này đúng thì cái khối lệnh thực thi sẽ được xảy ra. Vậy thì cái mục tiêu của chúng ta bây giờ là sẽ có một cái biến, có một cái vòng lặp để nó chạy duyệt hết các cái vòng, các cái vùng, các cái dòng mà có dữ liệu. Vậy bây giờ nếu mà nó sẽ, vậy bây giờ nếu mà đến cái vòng, cái vùng ngoài, cái vùng dữ liệu của chúng ta, nó là dòng trắng thì nó sẽ dừng lại. Vậy thì chúng ta sẽ để ở đây là, ws.cell của y, y gì? Y phẩy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 chấm value, hàng y của 8 chấm value sẽ bằng, sẽ khác rỗng thì sẽ loop. Đây là vòng lặp do while loop. Điều kiện đúng xảy ra thì sẽ thực hiện vòng khối lệnh, điều kiện sai thì sẽ thoát ra khỏi vòng lặp. Và ở cuối này chúng ta sẽ cho luôn là y sẽ bằng y cộng 1. Vậy bây giờ cái khối lệnh của chúng ta sẽ như thế nào? Nó cũng sẽ rất là đơn giản như sau thôi. Thì nếu if cell của y phẩy, cell của 22.value sẽ bằng với lại cell của y phẩy 8.value, then chúng ta sẽ end if luôn để khỏi quên. Thì then cái gì? Tạm thời chúng ta sẽ để một cái message box là log in ok. Và khi mà đã log in ok rồi thì để tránh vòng lặp nó sẽ xảy ra liên tục cho đến khi kết thúc cái điều kiện của chúng ta ở đây, thì chúng ta sẽ exit sub luôn. Và đối với những trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ để ra ngoài vòng lặp là message box sẽ báo fail, login fail, login fail. Và chúng ta sẽ cho cái thế thôi, tạm thời thế. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé, chạy này thì log in information, bây giờ chúng ta sẽ thử. Ồ, cái đấy để tính sau. Vừa rồi là nó đã nhảy luôn đến cái message box lacking information. Tạm thời chúng ta comment cái này lại đã, chúng ta sẽ giải quyết lần lượt. Bây giờ thử nhé, anh ND login lacking information, anh ND 2 lacking information. Sorry các bạn, có một sai sót ở đây, bởi vì chúng ta khai báo biến khởi tạo giá trị là use, nó bị ngược, cho nên là ở đây use sẽ bằng rỗng luôn, nên là điều kiện nó bị sai, chúng ta sẽ phải đảo ngược nó lại. Như sau. Chúng ta sẽ đi bước lại. Use bằng rỗng này. Đây nhé. Anh ND 2. Chúng ta sẽ chạy lại. Đặt breakpoint ở đây. Ấn chạy này. Use lúc này bằng anh ND này. Pass bằng 2 này. Sẽ tiếp tục này. Chạy này. Bỏ qua điều kiện rỗng. Nếu mà use bằng rỗng và password bằng rỗng thì sẽ báo là lacking information, đã bỏ qua điều kiện này. Bây giờ là biến chạy của chúng ta là bắt đầu là biến y bằng 3. Thì điều kiện của chúng ta là cell 38 hàng 3 cột 8 có giá trị ok, thì nó sẽ chạy tiếp đến cái câu điều kiện if then của chúng ta, và nó sẽ kiểm tra xem là cái cell 22 này nó có bằng cái cell của y 8.value không, tức là cái user nó có giống nhau không. Ở đây mình thiếu một cái nữa là logic end.
sale của năm 2 chấm value sẽ bằng với lại sale y,9 chấm value. Tức là cái ô 52 này nó sẽ phải bằng cái giá trị nào đấy ở trong cái cột y, tức là cột 9 này. Rồi, các bạn nhìn thấy câu lệnh này nó hơi dài, thì chúng ta sẽ để con trỏ chuột vào đuôi của một từ nào đấy, sau đấy cách ra xong là ấn shift trừ, ấn enter xuống dòng, thì chúng ta sẽ thấy là câu lệnh nó sẽ được thu gọn lại, dễ nhìn rất nhiều. Đó, bây giờ mình sẽ debug tiếp nhé. Bây giờ nó sẽ kiểm tra điều kiện là cái giá trị ở trong ô 22 này nó có bằng ở trong cái giá trị của hàng y và cột 8 không? Giá trị của ô 52 này nó có bằng cái giá trị của hàng y và cột 9 không? Debug. Dense. Debug, debug, debug. Sai gì đây? If sell. Lại có lỗi rồi. If sell sell y8.value and sell. À, chữ value mình viết sai. Rồi, thảo nào. Bây giờ sẽ chạy được tiếp. Đó, thì điều kiện này là kiểm tra là đúng là anh ND bằng cái user ở đây. 2 sẽ bằng cái password 2 ở đây. Login. Ok. Và sẽ exit sub. Trong trường hợp bạn điền sai, mình sẽ nhả cái này ra. Thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ thử là điền ở đây là 3 xem. Thì chúng ta bỏ cái breakpoint ở đây, bấm chạy luôn. Login fail. Ngay lập tức hệ thống của chúng ta đã cảnh báo rằng cái username này kiểm tra là không đúng rồi. Password này. À đó, username là đúng. Còn password là sai. Thì sẽ không cho chúng ta đăng nhập vào hệ thống bảo mật của chúng ta nữa. Mình sẽ thêm một số cái như sau. Hữu Pro chẳng hạn. 1. Duy Thộn. 1. Bây giờ nhá, thử ở đây là Duy Thộn. Mật khẩu là 1. Login. Login ok. Ok. 3 thì sao? Login fail. Đó. Thì các bạn thấy thế nào? Nó rất là đơn giản đúng không? Bởi vì chúng ta toàn bộ là chúng ta đã áp dụng các cái kiến thức ở trong giải từ bài đầu cho đến bài cuối, những kiến thức về khai báo biến này, khởi tạo giá trị của biến này, gắn giá trị biến này, câu điều kiện if sense, và sau đấy là vòng lặp do while. Thì đây chính là cái ví dụ mà hôm trước chúng ta đã tìm hiểu. Thì các bạn hãy thử làm lại một cái user form, cái form đăng nhập khác để sau đó code lại xem thế nào. Sau đấy thì mình sẽ nghiền ngẫm lại xem là các cái đoạn code nó có ý nghĩa như thế nào. Thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái vòng lặp do while loop và do until loop. Rồi, chúc các bạn thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn các cái đối tượng, các cái bài học mới. Nó sẽ rất là thú vị, dần dần nó sẽ rất là thú vị và mang một cái tính gọi là pro hơn. Các bạn hãy ủng hộ kênh của mình, đăng ký và đón xem các cái video tiếp theo. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhé.